ngờ với 7 bài thuốc từ trứng gà luộc cực tốt cho sức khỏe, càng ăn thì càng bổ dưỡng. Kính chào quý vị và các bạn. Mới gần đây, trên một trang báo nổi tiếng, chị Hát có chia sẻ: mình sợ nhất là mỗi khi tới tháng vì hay đau bụng dữ dội, lúc còn đi học xa nhà, đau không chịu được, toàn mua giảm đau để uống. Nhưng sau này đi làm, được một chị bạn, đồng nghiệp mách cho bài thuốc từ trứng gà luộc. Chị bảo vừa ngon lại không hại, chứ cứ dùng giảm đau mãi không tốt. Sau khi nghe chị áp dụng bài thuốc này, mình thấy đỡ hẳn, không còn cảm giác đau đớn như trước nữa. Dưới đây là một số bài thuốc từ trứng gà luộc mọi người có thể tham khảo và áp dụng. Bất ngờ với 7 bài thuốc từ trứng gà luộc cực tốt cho sức khỏe, càng ăn càng bổ dưỡng. 1. Trị đau bụng kinh nguyệt. Chuẩn bị: trứng gà 2 quả, ít mẫu 30g, nguyên hồn 15g. Cách làm: đầu tiên, luộc trứng chín, bóc vỏ, đun ít mẫu, nguyên hồ với lượng nước vừa phải, rồi cho trứng đã bóc vào đun tiếp. Sau khoảng 5 phút thì bỏ cặn thuốc, bã ít mẫu và nguyên hồ đi. Ăn trứng luộc cùng nước canh trước ngày đèn đỏ 1-2 ngày. Món trứng gà này sẽ giúp tư âm dưỡng huyết, giúp thuyên giảm tình trạng đau bụng kinh, bệnh phụ khoa hiệu quả. 2. Điều trị thiếu máu do gan, thận hư. Nguyên liệu: trứng gà 2 quả, hà thủ ô 50g, đường đỏ vừa đủ. Cách làm: cho hà thủ ô vào trứng gà vào nồi đun nhỏ lửa trong 30 phút. Sau đó, lấy trứng ra bóc vỏ rồi lại cho vào đun tiếp khoảng 60-90 phút là được. Chế thêm đường đỏ sao cho vừa miệng, nên ăn trứng uống nước ngay trong ngày. Công dụng: bổ can thận, ít tinh huyết, dùng cho người bị thiếu máu thuộc thể can thận hư, biểu hiện bằng các triệu chứng như đầu choáng, mắt hoa, tai ù, tai điếc, lưng đau, gối mỏi, giấc ngủ không sâu, nhiều mộng mị, di mộng tinh. Những người hay đi tiểu đêm nhiều lần, trí nhớ giảm sút, đại tiện táo kết hoặc khó đi. Hà thủ ô vị ngọt đắng, tính ấm, có công dụng bổ can ích thận, tăng tinh dưỡng huyết. Trứng gà vị ngọt, tính bình, có công dụng bổ huyết, dưỡng tâm an thần, tư âm nhuận táo. Hai nguyên liệu trên phối hợp với nhau có đủ khả năng cải thiện hội chứng thiếu máu thuộc thể gan thận hư suy. 3. Hỗ trợ điều trị viêm thận. Nguyên liệu: trứng gà 2 quả, mã thiên thảo tươi 50g. Cách làm: mã thiên thảo băm nhỏ, cho vào nồi cùng 2 quả trứng gà, cho nước vừa đủ, đun sôi tới lúc trứng chín. Ăn trứng uống nước mỗi ngày 1 lần, dùng liền trong 3 ngày, tình trạng bệnh sẽ nhanh chóng thuyên giảm. 4. Điều hòa huyết áp. Nguyên liệu: trứng gà 1 quả, lá ngải 30g, đậu đen 30g. Cách làm: luộc cả 3 nguyên liệu này đến khi trứng chín, bóc trứng ăn, uống nước ngải cứu đậu đen trong ngày. Liệu trình 10 ngày. Người huyết áp cao, huyết áp thấp, rối loạn, kiên trì dùng 10 ngày sẽ thấy tình trạng cải thiện rõ rệt. 5. Trị thiếu máu ở phụ nữ. Nguyên liệu: trứng gà 4 quả, đường quy 20g, đường đỏ. Trứng gà luộc bóc vỏ, dùng kim đâm khoảng 10 lỗ rồi bỏ vào nồi nước đun đường quy. Tiếp tục đun cho tới khi nước chỉ còn một nửa thì đổ ra bát ăn cả trứng lẫn nước. Dùng sau kỳ kinh nguyệt 3-4 ngày, dùng 2 lần sáng tối. 6. Cải thiện tình trạng rụng tóc, tóc bạc. Nguyên liệu: trứng gà 2 quả, 20g hà thủ ô. Cách làm: trước tiên dùng hà thủ ô sắc thuốc, trứng gà luộc chín bóc vỏ, sau đó luộc chín, đun sôi thêm 30 phút nữa. Mỗi ngày dùng 2 lần, mỗi lần 1 quả trứng gà. Hà thủ ô và trứng gà sẽ giúp bổ gan thận, lợi huyết, đen tóc, phù hợp cho người gan yếu, thiếu máu. 7. Điều trị đái dầm, tiểu không tự chủ. Nguyên liệu: trứng gà 1 quả, hồ tiêu trắng 7 hạt. Cách làm: đục một lỗ ở đầu quả trứng, cho hồ tiêu vào. Sau đó dùng giấy bạc bịt miệng lại, đem luộc trứng tới khi chín. Trước khi ngủ ăn 1-2 quả sẽ giúp cải thiện tình trạng đái dầm và tiểu không tự chủ. Ngoài ra, trứng gà luộc còn là bài thuốc trị các bệnh như an thai, dưỡng thai. Nguyên liệu: trứng gà 2 quả, ngải cứu 20g. Cách làm: trứng gà luộc chín, bóc vỏ, lá ngải cứu rửa sạch. Cho hai nguyên liệu này vào nồi, chế đủ nước, đun to lửa cho sôi, rồi dùng lửa nhỏ đun tiếp 1-2 giờ.
cho thêm gia vị ăn trong ngày. Công dụng ôn kinh, an thai, thích hợp dùng cho các thai phụ có các biểu hiện của chứng hư hàn như sắc mặt nhợt nhạt, sợ lạnh, chân tay lạnh, lưng đau, gối mỏi, đại tiện lỏng loãng, dễ sảy thai, âm đạo ra ít huyết lượng, ít sắc nhợt. 10 tác dụng chữa bệnh tuyệt vời của trứng gà mang đến cho cơ thể. 1. Cung cấp dưỡng chất. Trứng gà là nguồn cung cấp protein tuyệt vời. Ngoài ra, trong trứng còn chứa nhiều axit amin thiết yếu mà con người cần. 2. Tăng cholesterol HDL. HDL là viết tắt của lipoprotein mật độ cao. Nó thường được gọi là cholesterol tốt. Ăn trứng là một cách tuyệt vời để tăng HDL. Trong một nghiên cứu, ăn 2 quả trứng mỗi ngày trong 6 tuần đã tăng mức HDL lên 10%. Đây là tác dụng tuyệt vời mà trứng mang lại cho sức khỏe. 3. Xây dựng màng tế bào khỏe mạnh. Đây là một trong những tác dụng trứng mang lại cho cơ thể mà ít người biết đến. Trứng là nguồn choline tuyệt vời. Đây là chất cực kỳ quan trọng và thường được nhóm với các vitamin B. Được sử dụng để xây dựng màng tế bào và có vai trò tạo ra các phân tử tín hiệu trong não cùng với các chức năng khác. 4. Giảm nguy cơ mắc bệnh tim, đột quỵ. Các quả nghiên cứu cho thấy những ai ăn trứng mỗi ngày giảm 26% nguy cơ bị đột quỵ xuất huyết. Ngoài ra, những người ăn trứng giảm được 28% nguy cơ tử vong vì loại đột quỵ này. Nhóm ăn trứng cũng giảm 12% nguy cơ mắc bệnh tim thiếu máu cục bộ. 5. Có lợi cho sức khỏe của mắt. Lutein và zeaxanthin có trong trứng là những chất chống oxy hóa có lợi ích lớn cho sức khỏe của mắt. Các nghiên cứu cho thấy tiêu thụ đủ lượng chất dinh dưỡng này có thể làm giảm đáng kể nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Hai chứng rối loạn mắt rất phổ biến. Bên cạnh đó, trứng cũng chứa nhiều vitamin A rất tốt cho sức khỏe của mắt. 6. Tăng khối lượng cơ bắp, hạ huyết áp và tăng sức khỏe của xương. Trứng gà là nguồn cung cấp protein chất lượng cao cùng với các axit amin thiết yếu. Protein là dưỡng chất tạo ra tất cả các loại mô và phân tử phục vụ cả mục đích cấu trúc và chức năng. Trứng cũng chứa tất cả các axit amin thiết yếu theo tỷ lệ phù hợp. Vì vậy, cơ thể bạn được trang bị tốt để sử dụng đầy đủ protein trong chúng. Cung cấp đầy đủ chất đạm cho cơ thể sẽ giúp giảm cân, tăng khối lượng cơ bắp, hạ huyết áp và tối ưu hóa sức khỏe cho xương. 7. Giảm cân. Kết hợp chế độ ăn ít calo và ăn trứng gà vào buổi sáng thì sẽ giúp quá trình giảm cân tăng hiệu quả lên gấp đôi. Hơn nữa, một bữa ăn sáng với trứng sẽ giúp bạn no lâu hơn, có đủ năng lượng cho một ngày làm việc và giảm lượng thức ăn tiêu thụ trong một ngày. 8. Tăng cường choline. Đây là chất mà đa phần mọi người đều thiếu, được liệt vào nhóm vitamin B. Trong trứng có chứa hơn 100 microgram choline. Đây là một nguồn cung cấp cần thiết cho cơ thể. 9. Omega 3. Với trứng của con gà được nuôi trên đồng cỏ hoặc cho ăn nhiều thức ăn chứa omega 3 thì trong trứng sẽ chứa nhiều axit béo omega 3. Đây là chất giúp giảm glycerid máu, tác nhân gây ra bệnh tim mạch. 10. Tăng sức đề kháng. Tác dụng của trứng gà ngâm mật ong cần thiết cho người có sức khỏe kém, suy nhược cơ thể, dễ mệt mỏi. 9. Lưu ý hiện tượng khi ăn trứng, áp dụng đúng chẳng khác nào siêu thực phẩm. Trứng gà là món ăn ngon, bổ dưỡng và tiện dụng, được nhiều người ưa thích. Mỗi quả trứng gà chứa khoảng 141-234 microgram cholesterol. Đây chính là điều khiến nhiều người lo ngại và trở nên rụt rè khi ăn trứng. Tuy nhiên, trong một nghiên cứu gần đây ở Trung Quốc, có 28.000 người không mắc bệnh tim mạch được theo dõi trong gần 10 năm đều có thói quen mỗi ngày ăn một quả trứng gà. Nhờ đó, sẽ không làm tăng nguy cơ tử vong do bệnh tim mạch. Nhóm nghiên cứu đồng thời đã tiến hành phân tích meta đối với 1,6 triệu người cho thấy mỗi ngày một quả trứng gà dường như làm giảm 9% nguy cơ đột quỵ. Trước đây, các nghiên cứu của Hoa Kỳ và Nhật Bản cũng chứng minh rằng ăn trứng làm giảm nguy cơ đột quỵ và các bệnh liên quan đến tim mạch. Các nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng ăn trứng còn có thể làm giảm nguy cơ xuất huyết não lên đến 25%. Theo chia sẻ của Phó Giáo sư Tiến sĩ Trần Đình Toán,
nguyên viện trưởng Viện Dinh dưỡng Lâm sàng. Để ăn trứng đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe thì người ăn cần nắm rõ một số lưu ý. Không nên kết hợp ăn trứng với đường để tránh cảm giác bụng dạ khó chịu, đồng thời khó hấp thu được chất dinh dưỡng từ trứng. Không nên ăn trứng với tỏi, không ăn trứng để qua đêm, đặc biệt là không ăn trứng kho. Một số nhóm đối tượng sau nên hạn chế ăn trứng: người bị tăng mỡ máu, tiền sử mắc bệnh tim mạch, tăng huyết áp, tiểu đường. Người dễ bị dị ứng không nên ăn trứng sống như hấp trứng sống, trứng đánh kem, luộc chưa chín hẳn, trứng trần, luộc lòng đào. Trẻ dưới 1 tuổi không nên ăn trứng vì khó hấp thu, không tốt cho sức khỏe đường tiêu hóa của trẻ. Không ăn trứng chưa chín sẽ khiến cơ thể dễ mắc những loại vi khuẩn gây hại tồn tại sẵn trong trứng, nhất là từ vỏ trứng lây lan vào trứng trong quá trình chế biến. Không nấu trứng chín quá bởi sẽ làm phân hủy, mất tác dụng của chất sắt có trong trứng. Nên chọn trứng tươi, không dập nát, không bám bẩn. Đối với trứng tươi, bạn cũng nên ăn trong thời gian nhất định, không nên để quá lâu sẽ làm giảm giá trị dinh dưỡng của trứng. Không nên ăn quá nhiều, người lớn chỉ nên ăn trung bình mỗi ngày 1 quả, dù là trứng gà hay trứng vịt. Người đang mang thai cũng nên ăn trứng một cách hợp lý. Đối với trẻ em, ăn trứng cần phải lưu ý nhiều hơn, tốt nhất nên tham khảo ý kiến bác sĩ chuyên về dinh dưỡng trước khi quyết định. Công thức nấu trứng đảm bảo nhanh gọn nhưng vẫn ngon quên sầu. 1. Trứng hấp. Chuẩn bị 2 quả trứng đánh đều, nước ấm, 2 thìa hẹ cắt nhỏ, 2 thìa cà rốt băm nhỏ, nấm hương nướng, 2 thìa cà phê nước tương nhạt, muối. Cách làm: bước 1. Đổ nước ấm vào trứng đã đánh bông, thêm muối và khuấy đều. Bước 2. Đổ hỗn hợp này qua rây. Bước 3. Che miệng bát bằng màng bọc thực phẩm và đục những lỗ nhỏ để khi hấp trứng, hơi nước có thể thoát ra ngoài. Bước 4. Hấp cách thủy trong 7 phút. Bước 5. Bỏ trứng ra ngoài và để nguội trong 5 phút. Rưới nước tương và trang trí cùng nấm hương, cà rốt cắt nhỏ và hẹ. Bước 6. Tiếp tục bọc màng bọc thực phẩm, hấp lại trong 3 phút và thưởng thức. 2. Trứng cà chua. Chuẩn bị 2 quả trứng, 2 quả cà chua vừa cắt nhỏ, 3 muỗng canh dầu mè, 1/8 thìa cà phê đường, muối, rau mùi hoặc hành lá cắt nhỏ, tiêu. Cách làm: bước 1. Đập trứng vào bát, thêm muối và hạt tiêu và đánh đều tay. Bước 2. Đun nóng dầu trong chảo và cho trứng vào, nấu trong vòng 30 giây. Bước 3. Cho thêm cà chua đã cắt nhỏ vào đảo cùng trứng đến khi cà chua mềm. Bước 4. Khi trứng cà chua gần chín, cho rau mùi hoặc hành lá vào, đảo cùng cho dậy mùi thơm. 3. Bánh trứng. Chuẩn bị 5 quả trứng, 2/3 cốc sữa, 1,5 cốc nước, 80g đường. Cách làm: bước 1. Cho nước và đường vào chảo đun nóng cho đến khi đường tan. Khuấy liên tục và tắt bếp để nguội. Bước 2. Đánh trứng đã chuẩn bị trong khoảng 1 phút đến khi trứng bông, sốt. Bước 3. Thêm sữa và hỗn hợp đường đã chuẩn bị vào khuấy đều cùng trứng. Bước 4. Đổ trứng vào bát sứ, nướng ở 200 độ C trong vòng 15 phút. Sau đó, nướng thêm 10 phút ở 180 độ C. Bước 5. Khi lò tắt, để cửa lò mở trong 5 phút, sau đó mới lấy bánh ra. Trên đây là những bài thuốc chữa bệnh dân gian cực hay và hiệu quả từ trứng gà. Bạn có thể áp dụng ngay tại nhà. Hy vọng rằng những chia sẻ của chương trình sẽ giúp ích cho bạn.